sống của bạn. Xin chào anh em, hôm nay lên sóng không phải để bán hàng mà Thuyết sẽ tập trung giải đáp một số thắc mắc của anh em trên bật lửa Zippo. Câu hỏi thứ nhất của anh Tùng ở Thành phố Hồ Chí Minh có hỏi là Zippo thật có phỏ trùng ruột đúng hay sai? Thì rất nhiều anh em có nói với mình là Zippo thật nó phải có 5 tháng sản xuất ruột trùng với vỏ, hai người bán có thể trao đổi vỏ với ruột, nhưng mình xác nhận đây là hoàn toàn sai anh em nhé. Zippo, ruột của Zippo lúc nào cũng được sản xuất nhiều hơn vỏ để phục vụ cho việc bảo hành. Hai công đoạn nó hoàn toàn nó khác nhau, cho nên là nó sẽ nắp rác vào và sẽ không tránh được trường hợp vỏ nó không trùng với ruột. Câu hỏi thứ hai em xin trả lời, đó là anh Tân ở Hà Nội có hỏi là Zippo xịn là Zippo có tiếng hay thì đúng hay là sai? Đây cũng là một trong những lỗi mà anh em khi chơi Zippo hay bị mắc phải. Anh em lưu ý là mình lựa chọn Zippo thì nên ưu tiên chọn mẫu mã này, màu sắc này. Mình cũng không nên chọn nghe tiếng, lựa tiếng nhiều. Vì tất cả Zippo đều có cái tem và SIM dán ở phía sau. Và thực tế thì tất cả những chiếc Zippo thật đều có chung một cái tiếng kêu đặc trưng của riêng nó, nên không thể nào mình có thể định nghĩa được nó là hay hay dở, và cũng không có chuẩn mực nào định nghĩa được nó là âm nào hay hay là âm nào dở cả. Những chiếc Zippo trơn thì nó sẽ có tiếng hay hơn, và những chiếc Zippo dày hay là gọi là Zippo Armor thì vỏ sẽ trầm hơn và có tiếng. Những chiếc Zippo có ốp ở trên phía mặt hay gọi là emblem thì âm thanh nó sẽ giảm đi nhiều. Nên anh em lưu ý là khi chọn Zippo thì nên chọn về mẫu mã này, màu sắc, kiểu dáng hay có thể theo cá tính phong thủy của mình. Đó, cho nên là không nên chọn chiếc Zippo theo tiếng kêu anh em nhé. Em trả lời câu hỏi thứ 3 của anh Huy ở Hải Phòng có hỏi là nắp có đường kẻ hở, bản lề nắp có độ dơ, là Zippo có lỗi có đúng không xốp? Thì cái này thì em xin trả lời là các anh em ấy khi mua Zippo về ấy, cái đường chỉ lắp này, hoặc là mình có thể rút cái này ra, mình thấy ôi sao nó dơ thế, thì xin trả lời với anh em là cái này gọi là độ dơ tiêu chuẩn của hãng. Đó, đấy này là độ dơ tiêu chuẩn của hãng anh em nhé. Thậm chí là cái kẽ hở này nó cũng có độ dơ, độ hở nhất định. Đó, anh em đừng thấy vậy mà đi em đi sửa anh em. Nó chỉ là cái khi anh em xài quá lâu và nó bị hư thì mới đem đi sửa thôi. Có thể là cốt chốt bản lề nó hơi lỏng một chút, nhưng mà cái đó là nó tránh cho việc khi mà anh em sử dụng nó đỡ bị hư. Đó, anh em đừng bóp chặt quá, nó sẽ làm nhanh hư chốt hơn thôi. Câu hỏi thứ tư, anh Hải ở Thái Nguyên có hỏi là Zippo xịn phải có giấy bảo hành đúng không? Thực ra Zippo thì có một tờ giấy ở dưới nắp hộp. Đây em sẽ lấy chiếc Zippo lên. Đây, dưới nắp hộp này có một chiếc, có một tờ giấy. Đây, tờ giấy này không phải là tờ giấy bảo hành nha anh em. Thực ra Zippo để một tờ giấy này, nó ghi thông tin sản phẩm, giấy hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng cơ bản. Đó, ở đây thông tin sản phẩm này, hướng dẫn sử dụng cơ bản này, châm xăng như thế nào này, thay đá như thế nào, và các thông tin liên quan khác, và có thể có quyền lợi bảo hành cái gì này, không bảo hành cái gì này. Đó, chứ nó không phải là giấy bảo hành nha anh em. Miễn là Zippo của anh em là chính hãng và anh em mua ở đâu thì mang đến chỗ đó người ta sẽ bảo hành cho anh em. Đó, em sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo. Khi nào Zippo hết xăng thì mới châm xăng có đúng không? Thì nhiều anh em xài Zippo thường hay để Zippo hết cạn, bật không lên lửa mới bắt đầu châm xăng. Thì thật sự đây là một sai lầm nha anh em. Nếu anh em châm xăng thì có thể áp dụng công thức này. Ví dụ Zippo của anh em 7 ngày châm xăng một lần, trung bình một ngày hút một gói thì anh em lên 4 ngày châm một lần anh em nhé. Anh em để 4 ngày châm một lần. Tại sao vậy? Tại vì là đến lúc mà khô hết xăng thì khi lên lửa trong tim không còn xăng, lúc này lửa sẽ ăn vào tim và vô tình làm giảm tuổi thọ của tim, cũng như là gây hư tim của Zippo.
Để team Zippo hay bấc Zippo thọ lâu nhất thì anh em nên châm xăng liên tục 4 ngày một lần. Đó. Em xin trả lời câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 6 của anh Lâm ở Hà Nội có hỏi là khi mà anh mua một chiếc Zippo mới về ấy, thì hay bị loang lổ bên phía trong của Zippo và cái giấy có phải là lỗi không thuyết? Thì em xin trả lời anh Lâm là trong ngành sản xuất Zippo thì người ta chỉ trang trí về bề mặt bên ngoài thôi để tối ưu hóa giá thành sản phẩm. À, mặt trong người ta sẽ không trang trí vì khi mà nếu mà người ta làm sẽ tốn rất là nhiều chi phí và đồng thời sẽ độ giá sản phẩm lên cao. Cho nên là đây không phải là lỗi nha anh em. Đây không phải là lỗi ạ. Và nó chỉ là cái người ta không 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 sản xuất ở phía gia công phía bên trong của Zippo thôi. Đó là chuyện bình thường ạ. À, em trả lời câu hỏi tiếp theo của anh em. À, anh Trọng có hỏi là mình sử dụng các loại đá xanh, đá đỏ có được không xốp? Thì đây là sai lầm của anh em thường hay mua các loại đá màu đen xài. Nhiều anh em hỏi mình là có bán đá đen không vì xài đá đen trong cho nó mềm. Thì thật sự đây chính là một loại đá dởm của Trung Quốc nha anh em. Loại đá này sẽ rất dễ làm hư tim bấc của anh em vì lượng tia lửa sinh ra không nhiều. Loại đá cứng thì có thể tia lửa nhiều nhưng là sẽ làm nhanh mòn bánh xe của anh em. Anh em chỉ nên chọn cái đá màu vàng. Đây, đá màu vàng, đá chính hãng của Zippo. Đó, một vỉ có 6 viên. Và anh em nên chọn cái này để sử dụng thôi anh em nhé. Đó. Câu hỏi thứ 8 anh Bảo có hỏi là anh sử dụng xăng xe máy cho vào Zippo có được dùng có được không em? Thì em xin trả lời là anh em mới chơi thường không biết sẽ mua xăng xe, xăng dạo hay là xăng giả hay xăng dởm. Thì xăng chính là một điều rất quan trọng với một chiếc Zippo. Anh em xài xăng xịn thì chiếc Zippo của mình mới phát huy được hết thế mạnh của Zippo, ví dụ như là chống gió này, quẹt nhạy này và không bị tắt nhanh này. Đó. Anh em sẽ lựa chọn cho mình một nơi uy tín để mua bình xăng chính hãng. Ví dụ như Devashop có bán loại xăng chính hãng của Mỹ đây. Một bình là 60 ngàn và có dung tích là 125 ml. Thì mỗi loại xăng thì trên thị trường thế, xăng xe máy thì nó có một công dụng riêng rồi. Hay là những cái như kiểu dầu gió anh em cho vào thì nó không đúng. Thì xăng Zippo người ta thiết kế và có những cái chất phụ gia riêng cho cái bật lửa Zippo. Cho nên là anh em lưu ý vấn đề này, nên chọn những nơi bán hàng uy tín để mua xăng Zippo anh em nhé. Câu hỏi tiếp theo em sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của anh Nguyên. Zippo mắc tiền, Zippo chính hãng mắc tiền thì phải có giá từ vài triệu đồng mới là hàng xịn. Thì đây là sai nha anh em. Ở bên Deva của bọn em thì Zippo chính hãng rẻ nhất là 450 ngàn, đó là chính hãng Mỹ rồi, là xịn rồi anh em. Thật sự Zippo chênh lệch về giá bởi vì độ cổ quý hiếm của từng mẫu và nó được trang trí này, được các đính các chi tiết hoặc là bản hiếm bằng vàng, bạc, titan, đồng đỏ thì nó sẽ có giá thành một chiếc Zippo sẽ thay đổi. Một chiếc Zippo trơn cơ bản mới hiện tại chỉ có là 450 ngàn thôi anh em nhé. Và anh em có thể sở hữu được rồi, chứ không phải là cứ mắc tiền là hàng xịn nha anh em. Dưới đây em vừa trả lời một số câu thắc mắc của các anh em chơi bật lửa Zippo cũng như các anh em mới chơi. Thì các anh em mới chơi và các anh em đã chơi lâu rồi sẽ có tích lũy cho mình được cái kinh nghiệm chơi Zippo. Mong các anh em có thể có những câu hỏi nào khác có thể comment phía dưới cái phần bình luận hoặc là dưới video này. Các anh em cảm thấy video này hay thì hãy chia sẻ, like share cái video này và ủng hộ Deva Shop nhiều hơn. Cảm ơn các anh em đã xem video.